Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái loại máy bơm mà hiện bên công ty mình đang phân phối. Hiện nay thì mình đang phân phối hãng Panasonic, hãng bơm công ty Việt Nhật, bơm công ty An Phát. Đối với cái dòng bơm Panasonic thì hiện nay sẽ có ba dòng, một dòng là bơm tăng áp, một dòng bơm đẩy cao và một dòng bơm đẩy cao với công suất lớn. Khi nào thì chúng ta sử dụng bơm đẩy cao? Bơm đẩy cao là trường hợp là nước máy của bên mình á, nó lên trên bồn không nổi, nó rất là yếu thì mình sẽ sử dụng một cái bơm đẩy cao bắt từ ở dưới cái phần nguồn đầu vào á, để cho nước nó lên trên bồn được mạnh. Còn khi mình sử dụng bơm đẩy bơm tăng áp á, có nghĩa là khi mà mình mở vòi nước, nhà mình nhiều tầng và mình mở vòi nước thì nước nó chảy xuống rất là yếu, thì mình sẽ dùng một cái bơm tăng áp lắp ở trên bồn để cho tăng áp lực đẩy xuống. Đối với cái loại bơm đẩy cao với công suất lớn thì mọi người sẽ sử dụng trong trường hợp là dùng cho khách sạn nhỏ, các nhà cao tầng, hoặc là mọi người có thể dùng nó để tưới làm bơm tưới tiêu với lưu lượng lớn, vì lưu lượng của nó rất là lớn và cái mức độ đẩy xa của nó đẩy cao đến 46 mét thì nó sẽ tương đương với 460 mét ngang nha mọi người. Thì nó có thể có hai sự lựa chọn, có thể lắp đặt để sử dụng bơm nước lên nhà cao tầng hoặc là dùng để tưới tiêu. Và tiếp theo đây là cái loại bơm Nhật Bản, bơm này là bơm thông minh. Đối với loại bơm thông minh của hãng bơm Nhật Bản như thế này thì nó sẽ có hai loại công suất 200W và 400W. Đối với dòng máy bơm này, đặc điểm của thông minh của nó là nó có thể sử dụng hai chức năng, một trong hai chức năng, thứ nhất là có thể là đẩy cao hoặc cũng có thể là làm bơm tăng áp. Nó được sử dụng với nước nóng trong trường hợp là có nước nóng đến 100 độ C và nó sẽ tự động ngắt, tự động bơm khi mà nước đầy hoặc là cúp điện hết nước. Đối với mấy loại bơm mà khi mà muốn dùng tăng áp á, mọi người muốn dùng tăng áp thì mọi người sẽ lắp trên bồn. Nếu dùng làm đẩy cao thì mọi người là lắp ở dưới nguồn nước để cho nó thực hiện đúng chức năng của nó. Thì máy bơm thông minh này thì rất là nhiều gia đình lựa chọn bởi vì nó sẽ tự động hết mọi thứ và mình không phải lo ngại đến việc trường hợp là hết nước, ngắt nước, bị cặt cánh hay bị hư trái bơm. Đối với bơm thông minh như thế này thì nó chỉ sử dụng được cho nước sạch thôi nha mọi người. Và kể cả bơm Panasonic, mọi người lưu ý, bơm Panasonic, đặc biệt Panasonic là không được dùng nước bẩn. Nếu dùng nước bẩn nó sẽ gây cặt cánh ngay. Còn đây là dòng bơm tưới tiêu, bơm máy bơm ly tâm. Bơm này là chuyên dùng để tưới tiêu và hút nước giếng lên trên bồn á. Thì cái bơm này có khả năng của nó là có thể sử dụng được nước bẩn, ao hồ, sông suối, không có gây sợ gây bị cặt cánh nha mọi người. Đối với dòng bơm máy bơm ly tâm này thì nó sẽ có hai loại SM400 và SM800. SM400 là công suất của nó là nửa ngựa và 800 là một ngựa. Nó có thể đẩy cao từ 16 đến 17 mét và hút sâu 9 mét. Nếu mọi người muốn hút sâu thêm nữa từ 15 đến 20 mét thì mọi người có thể mua một cái chỏ hút sâu để có thể gắn vào, thì đối với cái bơm một người nó sẽ hút nổi nha mọi người. Và tiếp theo đây là một cái dòng máy bơm tăng áp, bơm SB150, công suất của nó là 150W. Đối với cái dòng máy bơm này là cái hộp của nó bằng gỗ và hệ thống máy ở trong rất là nặng. Đối với dòng bơm Nhật Bản này, mọi người lưu ý là dòng bơm Nhật Bản và bơm An Phát này, tất cả các loại bơm này đều là lỗi đồng 100% và máy bơm cực kỳ nặng. Một đặc điểm nữa đó là máy tiếng máy chạy của cái loại máy bơm này là rất là êm, cực kỳ êm luôn. Còn đây là một con Z800. Máy bơm này là bơm đầu dài. Bơm này rất là to và nặng tầm mười mấy ký mọi người. 14 15 kg và cũng là lỗ đồng 100%. Công suất của loại bơm này thì nó sẽ là một ngựa và lưu lượng nước của nó thì mạnh hơn tầm 4.2 mấy khối trên một giờ. Khi mà mọi người cần một cái máy bơm lưu lượng lớn mạnh thì mọi người có thể dùng con này vì nó rất là khỏe. Bơm với tốc độ sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với mấy con bơm kia. Và tiếp theo đây là cái con DK16. Con DK16 này nó sẽ tương đương với lại cái con SM400. DK16 này á là của công ty Việt Nhật. Nặng 7 kg rưỡi luôn nha mọi người. Một cái bơm này nặng 7 kg rưỡi tương đối nặng đó mọi người. Vì nó chỉ là nửa ngựa thôi. Và bây giờ tiếp theo là cái bơm mình sẽ giới thiệu luôn cho mọi người cái bơm DK22. Đây, đây là con DK22 bơm chuyên tưới tiêu và hút nước giếng. Thì cái loại bơm này nó cũng tương đương như là con SM800 vậy đó. Nhưng mà nó nặng hơn tầm nửa ký mọi người. Con này tầm 12 ký. 12 ký cho đến cho vỏ bì xong là 12 ký rưỡi. Công suất của nó vẫn là một ngựa 800, một ngựa tương đương một ngựa. Còn đây là một cái bơm thông minh, lúc nãy cái bơm thông minh kia là công suất 200 thì em này là công suất 400. Máy cũng tương đương như vậy nhưng mà hình dáng thì nó giống y như vậy thôi, chỉ có công suất và máy sẽ lớn hơn thôi nha mọi người. Máy bơm thông minh này đang là sự lựa chọn của rất nhiều hộ gia đình đó mọi người. Đối với đầu bơm thông minh này thì mình sẽ không, khi sử dụng nó thì mình chẳng quan tâm đến nước nâu gì cả, nó tự động hoạt động hết. Còn đây là cái bơm tăng áp. Đối với dòng tăng áp này thì sẽ có A130 và A200. Để mọi người lựa chọn công suất thì mọi người sẽ xem trong video chi tiết cho từng loại máy bơm giúp mình nha. Còn đây là con bơm đẩy cao GB250. Đây là con GB350 thì nó sẽ đẩy lên được 7 đến 8 tầng. Còn đây là một cái bơm chìm nè mọi người. Cái bơm chìm này máy tương đối cao, thùng gỗ nó hơi bị nặng. Thì cái bơm chìm này là mình thấy là mình hay bán vào trong các miền miền trong á, người ta hay sử dụng cái máy bơm chìm này nè. Công suất của cái máy bơm chìm này là cũng là một ngựa nha mọi người. Cột áp đến 22 mét, lưu lượng nước là 12 mét khối trên một giờ. Rất là lớn, lưu lượng nước nó rất lớn, 12 mét khối trên một giờ.
Máy bơm này cần thì bơm sẽ rất là nhanh nè. Thì như vậy là mình đã giới thiệu sơ tổng quan một số loại máy bơm đây, mình vẫn còn một số loại máy bơm mình phải giới thiệu khác, như là của hãng Nanoco này, và một số loại cái máy bơm đẩy cao hoặc là máy bơm chuyên dùng cho các nhà cao tầng của bơm Việt Nhật, thì cái đó nó nằm ở kho khác, cho nên là ở kho bên này mình đang giới thiệu kho thứ nhất thôi. Thì trong video sau mình sẽ giới thiệu nhiều loại máy bơm hơn cho mọi người cùng xem. Thì thấy có một người có nhu cầu sử dụng bơm nào thì mọi người cứ bấm đăng ký và like cho bên mình hoặc là bình luận bên dưới, thì mình sẽ trong video tới mình sẽ giới thiệu chi tiết từng loại máy bơm để mọi người xem, đó cũng như là test thử máy bơm để cho mọi người xem cái độ ồn của máy bơm nha mọi người. Mọi người có nhu cầu có điện thoại có thể bấm vào link bên dưới hoặc là chat số điện thoại trên màn hình với bên mình. Bye bye mọi người.